Vâng, xin chào tất cả anh chị đang xem video của bên em. Thì, ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho anh chị ba tác phẩm của Đạt Ma Thế Võ được chế tác trên chất liệu gỗ trắc đỏ đen ạ. Vâng, tác phẩm đầu tiên của Đạt Ma Thế Võ với cái sáng thế rất là phiêu, anh chị nhìn cái tà áo của cụ đi ạ. Được tạc bởi bàn tay người nghệ nhân, đục thần thái sắc nét. Cái tà áo thì rất là bay. Với kích thước của cụ Đạt Ma là chiều cao là 52, chiều ngang 42 và chiều sâu là 23 anh chị nhá. Một tác phẩm được chế tác liền khối trên chất liệu gỗ trắc đỏ đen. Và em đang quay tứ diện để cho anh chị cùng chiêm ngưỡng đi ạ. Vâng. Đây em sẽ quay sát vào thần thái để cho anh chị xem. Và bộ râu của cụ được đục rất là kỹ càng, được tỉa tót một cách sắc nét nhất. Thần thái và anh chị nhìn đi ạ. Với cụ Đạt Ma thần thái chúng ta sẽ được tạc giữ dàn hơn một chút để cụ có nghĩa chấn trạch trừ tà. Đây ạ. Vâng, những chiếc giày cũng được tỉa tót rất là kỹ càng. Vâng, và như anh chị đã biết thì cụ Đạt Ma Thế Võ có nghĩa chấn trạch rất là mạnh ạ. Hình ảnh này được thể hiện sức mạnh và ý chí sẵn sàng chiến đấu bất kể tình huống nào xảy ra. Và ý nghĩa sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong tư thế chiến đấu này chính là cái vũ khí rất là sắc bén để đánh bại mọi kẻ thù. Và khi mà chúng ta trưng bày tượng gỗ cụ Đạt Ma, ở trong phòng khách thì sẽ giúp cho gia chủ ngăn chặn được cái tà ma ngoại đạo xâm nhập và bảo vệ cho gia đạo được bình yên. Và ngoài ra, tác phẩm cụ Đạt Ma còn là thể hiện cho sự oai hùng và phong độ của người chủ gia đình. Vâng, và đây là tác phẩm thứ hai cũng là một cụ Đạt Ma Thế Võ với một cái dáng thế phiêu, cái tà áo bay theo một cái khác anh chị nhá, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái thần thái. Thì ở đây vì tác phẩm này cũng là cùng một người nghệ nhân chế tác của bên em dạ, với chất gỗ trắc đỏ đen anh chị nhìn màu đỏ và đen rất là rõ nét. Vâng, đây em đang quay sát thêm anh chị nhìn đi ạ. Tất cả đều được tạc rất là đẹp và dưới từng cái xương ở trên ngực của cụ cũng được tạc rất là rõ ràng lên đấy ạ. Vâng, và như chị biết thì khi chúng ta bày trí cụ Đạt Ma sư tổ thì chúng ta nên hướng cụ ra phía cửa chính, thì cửa chính là cái hướng chính diện dễ dẫn dắt tà ma ngoại đạo và năng lượng xấu vào nhà. Vì vậy đặt tượng Đạt Ma ở phòng khách hướng ra cửa chính là không chỉ thể hiện cái sự tôn trọng đối với cụ mà còn có ý nghĩa chấn trạch rất là cao ạ. Vâng, và chúng ta thì nên đặt cụ Đạt Ma sư tổ ở nơi có năng lượng không tốt, bởi sức mạnh của cụ Đạt Ma sư tổ sẽ chấn áp các nguồn năng lượng xấu này để bảo vệ cho gia đình. Vâng, và tác phẩm của Đạt Ma anh chị đang được chiêm ngưỡng đây có kích thước là chiều cao 72, chiều ngang 46 và chiều sâu là 27 chị nhá. Chế tác cũng trên cái chất gỗ liệu gỗ trắc đỏ đen liền khối. Vâng, và đây là tác phẩm của Đạt Ma Thế Võ thứ 3 trong ba cụ Đạt Ma hôm nay bên em hoàn thiện xong. Với chất gỗ rất là đẹp. Cái thế và thần cái dáng thế của cụ thì lại khác hai cụ ở phía trên anh chị nhá. Cái tà áo của cụ lại bay dựng ngược lên rất là phiêu, đục theo dáng và thế của gỗ ạ. Vâng, thần thái thì đi vào chuẩn mực rồi, anh chị nhìn đi ạ. Những cái đường vân trên cái tà áo của cụ như đường vân gỗ trắc đỏ đen cực kỳ đẹp ạ. Vâng, và em xin được giới thiệu qua về cụ Đạt Ma thì chúng ta còn có thể đặt tượng gỗ của cụ Đạt Ma ở trong phòng làm việc nhằm bảo vệ cho gia chủ khỏi kẻ tiểu nhân gièm pha cũng như là nâng cao cái sức mạnh tinh thần của gia chủ ạ.
Vâng, và tất cả cục đặt ma này thì bên em đã đều được